Hello các anh em, cái video này không phải là về nước hoa mà đầu đuôi câu chuyện nó là như thế này này. Cái thời gian vừa rồi, ví dụ khi mà mình đi lên cầu thang hoặc là mình làm một cái gì nặng ấy, mình thở dốc là một, rất là mệt. Đó, thì chung quy lại là ba cái tội. Cái thứ nhất, đó là lười vận động. Cái thứ hai, đó là ngồi nhiều. Và cái thứ ba, chỉ có đớp, cũng là chỉ ăn nhiều mà lười vận động. Cho nên là cái cơ thể, cái sức khỏe, thể lực nó kém. Thì mình có nhắn tin với cô em mình làm PT mà về gym ấy, thì bảo là mày gửi cho anh mấy cái bài tập để anh tự tập ở nhà. Thì nó bảo là anh phải đến để mà em, ví dụ em hướng dẫn về tư thế, phải tập như nào cho nó chuẩn. Cho nên là mình biết là nhiều anh em cũng đang trong tình trạng như mình, có nghĩa là cái kiểu cái cuộc sống nó quá là bận rộn, cho nên chúng ta không có nhiều thời gian để đi thể dục thể thao. Cho nên trong cái video này mình sẽ quay lát nữa mình đến ấy, thì là nó sẽ hướng dẫn cho mình đâu khoảng 4 hay 5 bài tập gì đấy. Thì mình sẽ quay lại ví dụ như tư thế như thế nào, tập bao nhiêu lần một ngày, bao nhiêu cái, đại loại là như thế. Để mà mình cũng muốn chia sẻ lại các anh em, nếu như mà bạn nào mà cũng đang quá là bận rộn mà chúng ta không có thời gian đi đến phòng gym, thì chúng ta có thể là tự tập ở nhà. Đó, thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Lát nữa mình sẽ đến mình quay, ok. Cái thứ hai nữa, đây là quay free nhá. Tôi không nhận được một cái đồng quái quỷ nào tài trợ đâu, cho nên các anh em đừng nghĩ rằng tôi PR, ok. Đây là một người, cái nhất là đồng hương cùng Nam Định, anh em 18, cùng đam mê nước hoa. Cho nên hôm trước là có hỏi là mày có bài tập gì cho anh ấy. Hôm nay có những bài tập nào nhà Nam nhỉ? Hôm nay thì có khoảng 5 bài tập. Vì dân văn phòng khá là yếu thì mình em chọn cho những bài tập rất là dễ tập. Thứ hai là mình tập ở nhà nữa thì tìm những dụng cụ dễ tập, dễ tìm, đơn giản, làm sao mà một cái buổi tập nó diễn ra nó phù hợp. Trước khi tập thì chúng ta sẽ phải khởi động để tránh chấn thương trong quá trình tập. Đầu tiên thì rất là đơn giản thôi, chỉ là những cái bài xoay cổ tay này, khỉu tay này, vai này. Mỗi thứ mình sẽ xoay khoảng 10 lần và ngược lại. Khi mà khởi động thân trên xong thì chúng ta khởi động thân dưới nhé. Xoay hông này, 10 lần và ngược lại này. Đấy. Tiếp theo là sẽ vào phần cổ chân nhé. Tiếp theo là mình sẽ giãn một chút phần cơ đùi sau này. Mọi người ngồi xổm xuống này, đưa một chân ra này, giữ trong tư thế này 20 giây này. Rồi sẽ đổi ngược lại này. Sau khi mà chúng ta đã tham khảo phần khởi động thì sẽ đến bài tập đầu tiên đúng không nào? Chính xác thì mình sẽ đến bài tập đầu tiên là bài nhảy dây. Nhưng mà muốn lưu ý cho mọi người là dù đi tập ở đâu thì cũng phải có dụng cụ để tập. Ok. Đấy thì mình sẽ chuẩn bị thứ nhất là một cái dây để nhảy này. Ok. Một cái thảm và một cái ghế. Đấy, để chúng ta có thể thực hiện các bài tập. Đi tập động thì cũng cần phải có một dụng cụ đơn giản. Đây là dụng cụ rất là dễ tìm, dễ mua trên thị trường thôi. Rồi, okay. Ok. Bây giờ chúng ta bài tập đầu tiên, nhảy dây. Trong bài tập này thì chúng ta sẽ giữ hai chân rộng bằng vai này, hoặc hơn vai một chút này. Chân hình chữ V này, ngồi xuống này, lưng giữ thẳng này. Lưu ý quan trọng nhất của bài tập này là hai chân này không hướng vào trong, mà hai chân đầu gối này hướng theo mũi chân này, giữ thẳng lưng này, đứng lên này. Thì mọi người đều đã biết là chống đẩy rồi, nhưng mà có cái gì mà em cần phải giống như kiểu lưu ý về động tác không? Bởi vì cái này nếu mà không cẩn thận thì cũng dễ bị chấn thương đúng không? Thực ra chống đẩy thì hay bị chấn thương rất là cổ tay này. Thứ hai là mọi người bị chấn thương phần vai, thì mình có những cái lưu ý nhỏ để gọi là góp ý cho mọi người tập đúng hơn. Với thứ hai là mọi người tập ấy chưa có tư thế chuẩn bị, cái tư thế chuẩn bị rất quan trọng để cho mình tập đỡ bị chấn thương thôi. Okay. Đấy. Thì có một cái lưu ý nhỏ là cái vai của mình nó sẽ đi theo góc người góc 45 độ chứ không phải 90 độ. Khi mà góc người 45 độ thì nó sẽ phần tập trung phần ngực nhiều nhất. Đấy. Là cái setup thì mọi người sẽ xem cái clip này. Okay. Trong tư thế chuẩn bị này, hai chân dựa bằng vai này, đưa người xuống này, lưng giữ thẳng này. Phần cánh tay và phần bàn tay sẽ vuông góc với nhau này. Khi thực hiện động tác này, ta ép phần hai bả vai lại này, xoay hai khuỷu tay phía trong này để cho phần
phần cánh tay của chúng ta sẽ đi theo ngược góc 45 độ. Nếu mà 90 độ thì rất là dễ chấn thương phần khớp vai của chúng ta. Tiếp theo chúng ta duỗi một chân ra từ từ này. Duỗi chân tiếp theo ra. Lưng giữ thẳng này. Được chưa? Gồng cơ bụng này, sẽ cảm thấy phần cơ bụng trong tư thế này này. Trong đấy chúng ta sẽ hạ người xuống này. Tay đi theo người góc 45 độ này. Chạm ngực xuống sàn này. Đẩy người lên này. Đây là đến bài gì nhà Nam ơi? Bài này là cái bài bổ trợ cho phần lưng và phần vai gáy của mình. Thì dân văn phòng hay bị đau mỏi vai gáy vì giữ tư thế làm việc, tư thế nhiều quá có thể sai tư thế. Bổ trợ cho lưng đúng không? Lưng và vai gáy nhá. Okay. Nghe đến không bị đau lưng là tôi khoái rồi. Đỡ cái khỏe cái món kia cũng nên. Sẽ nghiêng người này, góc 45 độ này. Phần mông mình chạm vào tường này. Lưng giữ thẳng này. Hai tay buông xuống này. Hai bàn tay xoay vào này. Đưa tay lên góc. Thẳng lên. Một này. Bài tập này sẽ tốt cho phần cơ thang của mình. Tập 10 lần. Khi chuyển động tác xong thì bài này tên là bài chữ Y này. Là hình chữ Y này. Thu về này. Khi tập 10 lần xong nó chuyển sang bài chữ W này. Co cánh tay lên này. Mở sang hai bên này. Thả xuống này. Cuối cùng là chúng ta sẽ duỗi thẳng hai tay này. Đưa sang hai bên này. Xoay hai bàn tay ra ngoài này. Hất sang hai bên này. Kết thúc động tác đứng thẳng. Vãi trưởng không ạ? Lâu kiểu như lâu không vận động. Nói chung là mệt. Thì đấy là cái mấy cái bài tập mà tôi quay lại cho các anh em. Thì cũng rất hy vọng là nếu như mọi người nếu mà tham khảo được thì là tốt. Ok. Còn anh em mình sẽ hẹn gặp lại trong những video sau. Là nước hoa. Ok. Bye bye.